Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2021. Kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để cho quý bà con mình tham khảo. Thì trước khi đến với giá của ngày hôm nay, quý bà con lưu ý dùm kênh Nhà Nông Miền Tây là giá mít Thái mà kênh Nhà Nông Miền Tây báo đến quý bà con là giá anh em thương lái cắt tại vườn nha bà con. Tùy theo đoạn đường vận chuyển xa, gặp nhiều khó khăn hay là chất lượng của mít thì giá cả còn có sự chênh lệch 1, 2, thậm chí là 3.000 đồng. Quý bà con để ý dùm, tại vì nhiều khi bà con nói là ở kênh Nhà Nông Miền Tây báo giá cao như vậy mà sao anh em thương lái vô vườn cắt lại thấp. Thì cái này là anh em thương lái cũng phải tính cái sở phí đi lại nữa nha bà con. Rồi ví dụ mà mình bán qua vựa trung gian nữa, đó nó cũng sẽ dẫn đến những cái mức chênh lệch khác nhau. Thì cái này bà con mình tham khảo giá trên kênh Nhà Nông Miền Tây, rồi mình có một cái mức giá gọi là hợp lý nhất, cụ thể nhất, có lợi cho cả đôi bên, hợp tình hợp lý cho cả bà con lẫn anh em thương lái để hai bên cùng có lợi nha bà con nha. Rồi quay trở lại cái giá mít Thái ngày hôm nay thì những ngày vừa qua đó, sau khi mà mít Thái có giảm thì mít kem cũng theo đó mà sụt giảm. Tuy nhiên hôm nay á, thì mít kem đã nhỉnh trở lại rồi bà con ha. Cho nên là cũng sẽ đỡ cho bà con phần nào. Khi mà mình bán mít thì đa phần là mít rớt xuống mít kem hết trong cái giai đoạn này. Rồi, ở khu vực Tiền Giang là mít nhất 27.000, mít nhì 17, mít bi 7.000, kem nhỏ 7, kem lớn 17.000. Ở khu vực Đồng Tháp, An Giang là 26.000, 16.000 và 6.000. Mít kem nhỏ 6.000, kem lớn 16.000. Ở khu vực Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long cũng như là Long An đó thì cũng bằng với Đồng Tháp, An Giang nha bà con. Giá mít nhất là 26, mít nhì 16, mít bi 6.000, kem nhỏ 6, kem lớn 16. Mít chợ thì cũng không có gì khả quan hơn là dao động trong 2 đến 3.000 đồng một ký thôi. Đó thì rất là hy vọng trong thời gian tới khi mà dịch bệnh được kiểm soát tốt, chúng ta được bà con được tiêm ngừa nè, được chích vaccine đầy đủ thì chúng ta sớm được quay trở lại cuộc sống bình thường mới. Nhưng mà điều quan trọng nhất ngay tại thời điểm này đó chính là mỗi chúng ta đều phải thực hiện đúng và đầy đủ 5K, bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập. Đó, mình phải làm đúng những cái điều đó để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình mình là trước hết nha bà con nha. Rồi cảm ơn quý bà con đã luôn lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Xin cảm ơn và xin chào.